ơi, vô đây, vô đây. Con ngại quá. Không có gì đâu, mời vô đây, vô đây. Trời ơi, đi mời cậu ngồi, mời cậu ngồi nghe. Ê, nhà cho chu cho. Nhà bác sáng sủa với lại đẹp quá. Trời ơi, tôi nhờ cậu nghe, không có cậu là tôi như là tôi bị cái đám kia nó sần tôi rồi, nó giết tôi rồi. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ. Sẵn bữa màu đen cơm. Ăn cơm hả bác? Nhà tôi luôn nghe. Thôi 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 thôi, ăn cơm gì con no rồi. Ôi để vô con dọn ra cho nha. Không, giờ chị vô dọn gì? Ê ê, dạ. Gà tôi biết cái gì đâu, vô dọn. À, con quên tưởng nhà con. Ngồi yên này để tôi vô tôi lấy nước cho uống nghe không? Dạ thôi thôi thôi, con không có khát nước gì hết đó. Ê mà nhìn thấy bác mệt mỏi quá, hồi nãy là đúng mấy rồi. Bọn cướp nó giận dữ quá. Đúng rồi. Bác nằm xuống đi. Chị. Con massage ghe cho. Thôi thôi thôi, ông ơi, trời ơi, tự nhiên cái mới biết nhau gì đâu massage ghe ông ơi. Dạ. Nhỏ lớn cơ thể tôi không ai bóc hốt được hết trơn. Thôi bác nằm xuống đi, con mới. Thôi thôi được rồi, ngồi yên đi, tôi kêu con gái tôi ra. Rồi cái tôi kêu con gái tôi nó lấy nước cho cậu uống nghe không? Ủa? Vy ơi. Vy. Em. Vy em nó nấu cơm. Dạ. Dạ. Đó. Hả? Gì vậy? Gì vậy? Đẹp quá. Gì đẹp? Cái tập về đẹp quá. Trời ơi, có duyên ghê không? Biết ra tay cứu người mà có duyên ghê luôn. Vậy đó. Gì vậy con? Ê. Hả? Ba. Vậy? Thằng nhóc là ai vậy? Ủa sao kêu? Trời ơi, ba. Con nghĩ sao con kêu người ta thằng nhóc? Tao quánh nãy giờ à. Nhờ có người ta nó nghe chưa? Không thôi đó, là ba mày bị ăn cướp giết. Là coi như ngày này năm sau là ba mày ngồi ngắm gà khỏa thân đó. Dạ. Hiểu chưa? Ủa vậy là cứu giúp đó, ra tay tương trợ ba, ba bị ăn cướp đó. Đá thằng cướp té luôn. À, đi con, coi coi dọn cơm mà cho ba với anh ăn đi. À, đi đi em. Nghe để không? Em à, thôi. Không cần. Thôi. Tôi tự làm được. Ừ. Trời đất ơi. Thấy không? Bác ơi. À. Con gái duy nhất của bác đó hả? Ờ, nó vậy đó, nó quả quọ vậy chứ nó dễ thương. Khi mà quen nó rồi á nghe, hiểu biết nó rồi, tánh tình của nó dễ thương lắm. Nó tinh vi đó. Tinh, em tinh vi? Ờ. Trời ơi, tinh vi, vi. Gương mặt mà đẹp như cái tên vậy luôn đó. Đúng đó, Lê Nguyễn Hoàng Thị Mí Vi. Trời ơi, Mí Vi, nó có giận điệu quá. Giận điệu lắm. Bác, hả? Mí Vi có người yêu chưa? Chưa. Mí Vi chưa có người yêu. Ba ơi. Ba ơi ba. Bình tĩnh. Làm gì? Nghe giải thích nè. Ba của em mời anh qua đây đánh cờ tướng. Mời anh qua đây hả? Ừ. Đây cờ tướng đây, cờ tướng đây. Giang bóng em tâm tư anh triền miên. Nói nghe vừa nói không nên đời. My friend. My friend. Cái gì mà con la dữ vậy con gái yêu của ba? Ơi con ơi, ba hẹn đó đi ra đây. Ba biểu mày đi mua cho ba cái bàn cờ tướng mới, mày không chịu mua. Để vậy thiệt tình nè. Cái gì? Sao ba kêu thằng nhóc mà vô nhà mà hoài vậy? Thằng nhóc gì nói gì hỗn hào vậy con? Không thích. Người ta vậy kêu là thằng nhóc. Đừng có quên người ta đã từng cứu ba khỏi tay bọn cướp nha. My friend của ba đó nghe. Dạ. Rồi, đây. My friend ơi. Dạ. Yeah. My friend này khát nước quá. Ồ, khát nước hả? Được rồi. Để chuẩn bị nước rồi mình đánh cờ tướng bây giờ nghe. Thôi bây giờ uống nước bình thường không có hay, không có ngon.
mình đánh cờ tướng mình phải uống trà 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 Long Tỉnh nè, mình phải uống trà đào nè, mình uống trà cúc nè, nghe chưa, mình uống nhiều đủ thứ trà, trảm mã trà nè đó. Rồi cái gì đủ vậy vậy, ba đang chơi cờ tướng à. Trời ơi, ba có bạn vậy con phải vui chứ sao con kỳ vậy hả? À, không đó, để từ từ đi, tôi sắp cờ xong cái tôi vô cái tôi nấu nước, cái tôi pha trà uống, nghe không? Bà có nghe con nói không vậy? Không, không nghe gì hết đó. Ê, đi đâu á? Con qua nhà chú Tùng. Qua nhà Tùng chi? Cái con này thiệt tình luôn. Ủa, my fan hả? Em nó chạy rồi giờ sao my fan? Dạ không chịu, còn không chịu đuổi theo, còn ở đây chi vậy không biết nữa. Trời đất ơi, đuổi theo rồi ai chơi đánh cờ với my fan? Không có, my friend tự chơi với my friend thì được rồi. Vậy hả my fan? Ừ á. My fan chơi mình nha. Rồi. Vi mạnh miệng nói lắm, giờ ngồi chơi mình sao chơi? Anh Tôn trùng hợp quá à. Em ra đi tập thể dục gặp anh. Anh đi tập thể dục hả? Ừ, tập thể dục. Trời ơi, sao muốn chưa? Chưa. Trời ơi, công viên mà sao đụng chạm quá vậy? Có gì đâu, mình tập thể dục mà. Anh rời người em đi. Trời, em nhỏ lắm. Thôi mà Linh, tôi đã nói Linh biết bao nhiêu lần rồi. Trời ơi, nói lâu lắm luôn rồi đó. Nói. Cứ gặp nhau là cứ phải đụng chạm, nắm tay nắm chân chi. Bà con cô bác trong xóm tao thấy kỳ lắm. Trời, em nói rồi, có gì đâu kỳ. Trời ơi, anh nhìn tướng dạo này tập thể dục nhiều ngon ha. Nữa, với tôi nói con nha, trong xóm của mình con nít nhiều lắm. Cô tập thể dục mà cô ăn bận kìa, rồi mang guốc cao, chạy về lỡ té trật giò sao? Em đang tập một cái môn mới, không sao hết. Môn nào, môn gì mà sao mang guốc cao chạy bộ vậy? Môn thấy trai là chạy á, thấy anh là chạy á. Thấy cưng quá à. Thôi thôi thôi, cô Linh ơi, cô làm tôi sợ thiệt á cô Linh. Anh Tôn làm sao thoát khỏi tay em? Anh Tôn Vi thôi nha. Vi nghe anh giải thích là Vi đứng lại. Nghe anh giải thích là em hả? Lấy cái mỏ vô. Không ơn, tôi muốn chết bây giờ nha. Trời ơi, muốn chết tự nhiên muốn chết anh. Lấy cái mỏ vô nè lấy cái mỏ ra, tôi la lên á. La lên gì, đừng có la, đừng có la em ơi. Em trời ơi, anh muốn tôi chết. Anh dính rồi, nó dính rồi. Trời, cái gì vậy, cái gì vậy? Em cái gì vậy? Vi nghe nha. Cũng được, nhưng mà ở đây là công viên, không nên đâu. Thôi cứ thoải mái đi, nhưng mà buông ra kính tôi chú. Trời ơi, không phải vậy, không phải như chú nghĩ đâu. Không phải anh muốn nghĩ gì cũng được hết đó. Trời, cái gì vậy trời? Mẹ ơi, buông ra, buông ra. Chị, tuổi trẻ dạo này bạo dạn quá. Đừng buông ra em, đừng buông ra, đừng buông ra mà, đừng buông ra. Thôi ra, đi. Trời ơi, cái gì mà gây lộn dữ? Cái gì mà cứng dữ vậy nè? Ý, chuột nè. Xin lỗi. Đẹp trai quá. Tỉnh, chỉ có anh Tùng thôi. Chỉ riêng mình anh Tùng thôi. Anh Tùng ơi! Vi! Em không thoát khỏi tay anh đâu. Ý, mà cô tên gì vậy? À cô! Trời ơi, không ổn mà cái xóm này kia càng ngày càng không ổn. Không lẽ giờ bán nhà chuyển đi trời? Nó tùm lum hết rồi. Anh đừng đi. Mệt quá. Cái gì nữa vậy cô lên? Anh đòi bán nhà hả? Anh bán đi đâu là em chạy theo chỗ đó, mệt quá. Nói nghe nè, anh công nhận hồi nãy em gặp bạn trai của Vi á. Ôi ôi, đẹp trai. Người 6 múi. Trời ơi, em chạm luôn. 6 múi rõ ràng như anh. Tầm chắc cả năm trời, không biết đường về không nữa. Không được luôn đâu. Mà đó. Nói nghe nè, giờ mình tập thể dục hay là mình nhiều chuyện? Nhiều chuyện thì ngồi nhiều chuyện nha, tôi chạy tập thể dục tiếp đây.
Anh ơi, anh Tôn, xóm mình ai sáng buổi sáng xuống tập mông thể dục có nhiều chuyện. Chị, trời ơi, cái gì vậy? Nghe, xin lỗi. Chị gì Vy? Mà tí nữa cái ông mà đè em ra hồi nãy á, có kiếm em nó không thấy em. Vy Mệt quá. Thôi. Làm sao hết mệt, đứng thẳng không đó. Đây làm này mới hết mệt. Đó giờ mới thấy đất hết mệt luôn á. Hết mệt chưa? Hết mệt rồi. Sao vui? Chị, cho em hỏi, chị thấy Vy đâu không? Chị, Vy hả? Không biết. Vy nào? Vy hồi nãy đó. Không có Vy, có Linh nữa không? Chị ngồi xuống nói chuyện với Linh nè, tôi là Linh. Không có giỡn nha. Chị Vy giùm em đi, em kiếm Vy gấp lắm, có chuyện gấp lắm. Vy đâu? Vy ở đâu ta? Không biết. My friend có thấy con gái tôi không? Không. Tại sao vậy? Mất tiêu rồi. Trời đất ơi, ta nói mà My friend đừng có bao giờ mà gọi rằng là sổ sàng quá, lộ liễu quá, lấn quá là nó sợ nè, hiểu không? Hiểu rồi, My friend hiểu rồi. Cô Linh, có thấy con gái của tôi không? Sao mọi người ở chung cư này kỳ ghê luôn á. Hả? Trời ơi, chú kêu gì tội nghiệp con có già cả gì đâu, mặt con gì kêu con bằng cô. Bắt đầu từ ngày mai chú kêu con bằng em luôn đi. Xin lỗi bác. Dạ. My friend, bye. Kỳ cục. My friend. Còn anh nữa, muốn gặp tôi đừng kêu tôi bằng chị nữa. Tôi nhỏ lắm, kêu tôi bằng em đi. Trời đất ơi, bây giờ là em thấy Vy đâu không? Vy, em thấy Vy đâu không? Em, Vy đây nè. Vy đâu? Vy đây nè. Vy. Sao em trốn anh hoài vậy? Trời đất ơi, chị này kỳ quá nha. Em nói dặn rồi chị. Vy ơi, đừng có chạy theo tôi nữa không? Đừng có chạy người ta nữa. Ê. Sao đẹp quá vậy? Sao đẹp quá vậy? Đứa đồ. Đứa đẹp. Đó. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé.